không ở với nhau đi chăng nữa, thế nhưng nhá, tuyệt đối không bao giờ vợ được phép nói xấu chồng và không bao giờ chồng được phép nói xấu vợ. Thì làm sao? Thì xã hội người ta mới nể, thì xã hội người ta mới tôn trọng, đúng không? Đấy, người ta bảo ồ, mẹ hai vợ chồng nhà đấy bỏ nhau nhưng mà lại không thấy chửi nhau, không thấy cãi nhau, không thấy nói xấu nhau, đúng không cả nhà? Cả nhà có công nhận như thế không? Đấy. Bọn em bỏ nhau rồi nhưng mà công to việc lớn ở bên nội nhá, cả mẹ cả con vẫn nên cố bàn, quét dọn, đấy, rửa bát, quét nhà, nấu nướng. Đấy, dưới bà ngoại thế, tức là đằng nhà vợ em thế. Đấy, bà ngoại đi viện em vẫn trông nom, ông bà ngoại mất em vẫn đeo khăn trắng. Tất cả các anh chị em vợ có công to việc lớn em vẫn có mặt. Bỏ nhau nhưng mà người ta bỏ nhau là văn minh lịch sự. Người ta bỏ nhau là bỏ nhau văn minh lịch sự nhá. Chứ không phải là bỏ nhau mà lên mạng để mà chửi nhau, để mà bóc phốt nhau đâu. Đấy, đấy nó không phải là con người nữa, mà đấy nó gọi là gì nhỉ cả nhà nhỉ? Bây giờ mình phải gọi là như thế nào nhỉ? Em nói thật với các bác như thế này, em chưa làm một cái gì sai với xã hội, với lại các anh các chị ở các bạn ở trên cộng đồng mạng. Em hứa với cả nhà, em chơi trang mạng đến bây giờ là 10 năm rồi, em chưa làm một cái gì sai với cộng đồng mạng nhá. Tất cả các anh các chị, các bạn, các em, các cháu ở trên cộng đồng mạng, kể cả là giàu hay nghèo, xa hay gần, xấu hay đẹp, ai lên đây em cũng tôn trọng. Ai vào trong đường nai của em cũng tôn trọng. Kể cả những người ít tuổi, kể cả những ai chạy xe ôm, chạy taxi, rồi bán trà đá, rồi thì đi giúp việc, làm công nhân, cứ vào đường nai của em là em tôn trọng rồi. Em nói thẳng như thế, em chưa bao giờ biết phân biệt. Nhưng mà riêng nhá, Trà nghe này, Trà vào có vào xem được cái live stream này, Trà nghe Bùi Trung Hiếu nói này, em bỏ ngay cái tính này này. Cái thứ nhất là em chuyên đi nói xấu người nọ người kia, đấy là cái vấn đề thứ nhất. Còn cái vấn đề thứ hai ấy, là ai em cũng bảo mẹ mày dạng rẻ rách. Thế nào là rẻ rách? Anh chị hỏi em thế nào là rẻ rách? Để nói về kiểu buôn dưa hấu bán dưa lê mà buôn chuyện nhá, nói thật với cả nhà, nó là số 1 của Việt Nam. Nó là số 1 của Việt Nam luôn. Mẹ đéo ai cũng chê. Ai cũng chê người ta nghèo, ai chê xấu, buôn chuyện nọ rồi thì buôn sang chuyện kia. Mẹ đàn bà mà kiểu như là buôn dưa lê dưa hấu buôn chuyện, cái đấy là cái tối kỵ. Cái đấy là cái tối kỵ. Mình chỉ biết nhà mình thôi, vui buồn sướng khổ lo đói nhá, chỉ mình biết thôi. Thế còn người ta có xấu không liên quan gì đến nhà mình, người ta có nghèo không liên quan gì đến nhà mình nhá. Bỏ ngay cái tính nói xấu người nọ nói xấu người kia đi, chê người nọ chê người kia đi nhá, bỏ ngay cái tính ấy đi. Đấy, còn em nói thật với các bác này, bắt đầu lên live stream nhá, bắt đầu mà kiểu lên live stream ấy, bắt đầu là son phấn, bắt đầu chát bê bét ra đấy, bắt đầu là điện thoại lên này chỉnh xem cái ad nào là cái ad đẹp nhất thì bắt đầu mới dám like. Quần áo này này là bắt đầu chuẩn bị kiểu như là diễn viên điện ảnh chuẩn bị ra sân khấu ấy. Đấy, bắt đầu lên live stream đấy là chuẩn bị quần áo rồi son phấn rồi ad ủng kinh lắm. Chứ còn em nói với các bác này, các bác mà gặp ở ngoài đời nhá, em nói thật sự các bác không nhận ra luôn. Mắt thì thâm, da thì xám xịt, mẹ mày 50 tuổi đầu rồi còn thanh xuân gì nữa. Em nói thật, em thì em không chê, em không chê. Em nói thật thì em không chê, em không chê. Quan điểm này em không chê nhá, nhưng em nói sự thật. Đấy, chẳng qua là lên trên bán hạ, lên trên gì nhỉ, lên trên điện thoại này thôi. Đấy, son phấn chát rồi kẻ mi kẻ miết rồi nhuộm tóc rồi đấy, bật điện thoại này để cái chế độ nào phải nét nhất này, bóng điện bóng điếc này, ôi chuẩn bị cứ như là kiểu một đêm diễn kinh lắm. Em nói với các bác như thế thật mà. Chứ còn nếu nhá mà các anh các chị các bạn mà gặp ở ngoài đời nhá, mẹ nhiều người nhá còn chạy còn bỏ hết cả dép lẫn guốc. Em nói thật, chạy nếu mà chạy chậm ấy thì bị bỏ quên mất dép. Đấy, còn chạy nhanh ấy là mất cả giày. Nó gặp ở ngoài đời đố các bác nhận ra luôn. Em nói thật, nếu các anh chị các bạn mà gặp ở ngoài đời đố nhận ra luôn. Mà lại có một cái tính rất là kỳ bo nhá. Ví dụ như là 4-5 anh em mà đi ăn ở nhà hàng hay ở quán ấy, là cứ bắt đầu đến lúc thanh toán tiền là giả vờ nghịch điện thoại,
mới lại đi vệ sinh. Mẹ đéo thì phải keo kiệt thế. Người làm ra của chứ không phải là của làm ra người nhá. Có cái Hiền Tiên Quang này này, có cái Huyền ở trên Lào Cai này nó chứng kiến này. Nhiều lúc mình phải dục chứ. Mình bảo em ơi, bây giờ ăn xong rồi đấy, em ra thanh toán đi. Mẹ cứ để cho các em nó thanh toán, buồn cười thật. Mình là anh là chị thì bắt đầu là đứng ra thanh toán đấy, toàn phải để mình dục đấy. Chứ mình không dục nhá. Bắt đầu là đến cái lúc thanh toán đấy là ngồi nghịch điện thoại. Không thì đi chả biết là đi ỉa hay đi đái thì em không biết. Nhưng mà cứ đúng lúc thanh toán là bắt đầu dở trứng ra. Đéo gì phải khổ thế. Người làm ra tiền chứ không phải là tiền làm ra người. Nhớ như thế nhá. Giàu vì bạn, sang vì vợ, đúng không? Các em nó biết thừa đi. Mình sống ki bo hay mình sống thoáng nhá. Này, các em nó biết thừa đi. Nhưng mà chẳng qua nó không dám nói thôi.